Có ba lô mới để review cho mọi người đây. Ai đang muốn mua ba lô thì tham khảo thử em này nha. Có hai màu trắng và đen, chất vải rất là đẹp, có thể chống nước. Kích thước ba lô theo chiều đứng là ngang 30 cao 43 cm. Giờ cùng mình khám phá em ba lô này để xem có gì đặc biệt. Bên ngoài thì có hai ngăn nhỏ, thiết kế nam châm thay rau khóa kéo. Tiếp đến là ngăn chính rất là to, bên trong này có hai ngăn rất là rộng nên là để được rất là nhiều đồ. Đường chỉ may may rất là cẩn thận, đeo lên người rất là nhẹ. Do đóng gói và vận chuyển nên ba lô đang bị mất form. Em này thiết kế kiểu đơn giản basic nên rất là dễ phối đồ và dễ đeo. Giá thành hợp lý, không quá đắt nên là mình rất là ưng. Recommend mọi người nên mua em ba lô này. Phải chi mà cái ba lô này nó về sớm hơn thì tôi đã mang nó đi học rồi. Giờ nghỉ hè rồi nó mới về. Trời ơi buồn luôn á. Mua thêm con này về đeo vô cho nó cute. Hôm trước khách hàng nên là tôi đã đợi order rất là lâu luôn. Nhìn sang xịn vậy thôi chứ có chấm máy cành đâu ạ. Ba lô này nó chống nước luôn nha, rất là xịn luôn. Nhiều màu lắm nhưng mà màu trắng đen thì vẫn là chân ái đúng không? Nói chung là cũng khá là nhiều ngăn. Bên trong cái ngăn siêu to luôn á mọi người. Thật luôn là mai em này rất là xinh luôn. Tôi rất là recommend mọi người đi mua em này nha. Nhìn thì đơn giản nhưng mà rất chi là này nọ luôn đó nha. Chàng ơi, ba lô đi học mà để trong cái hộp như vậy này như là cái vali vậy đó. Trời ơi, xịn xịn nha, để như vậy là bao đứng phơm luôn. Rồi mà cái phơm nó đứng thiệt nha mấy bà, không hề bị ọp ẹp luôn á. Mà phối da màu baggy nhìn đẹp ghê luôn á mấy bà. Cái ngăn đựng nước thì to, để được cái chai nước 1 lít luôn nè. Mà nó còn lót cả xốp chống thấm nước luôn đó mọi người. Phía sau á là ngăn nhỏ chống mưa chống trộm để cho mấy bà để ví tiền điện thoại nha. Tới nổi cái ngăn nhỏ bên ngoài á còn có cả lớp chống xốc chống thấm luôn nè mọi người. Còn cái này là để chống thấm nước mưa qua dây kéo đó nha mấy bà. Dây kéo mượt lắm luôn, mà bên trong còn có ngăn chống xốc cho laptop nữa nè. Trời mà cái lớp chống xốc hơi bị dày luôn đó. Dày như vậy là để được cả bộ sách giáo khoa luôn, mà tôi thấy cái quai như vậy là đeo bao em luôn. Trời ơi mà mang lên phơm cưng lắm mọi người ơi, nó không có kiểu bị rũ xuống á. Mà mọi người thấy không, rất là đứng phơm luôn nè. Mẫu này tôi thấy là mấy bà ngoài đựng sách để mang đi học á, thì mấy bà để làm ba lô mang đi du lịch đi chơi cũng rất là ok nha. Mở ra. Dạ. Mở ra. Những dấu son còn tươi trên môi hồng em, từ ngày em đi khi bao nhiêu khó khăn bên anh nhiều lắm. Em nói em sẽ về đây khi mùa đông tan. Anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lòng chưa tan. Anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc qua. Anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo. Anh nhớ em khi trăng vừa lên ban đêm dài hơn ban ngày. Ở đây thích mặc váy nhưng mà lại đi với giày giống mình không nhở? Nếu mà có thì chúng mình hợp nhau đấy. Chicken Fly là một cái shop ruột của mình luôn ấy, nhưng mà lần nào order cũng có hai hộp hẳn hoi. Mở ra sẽ thấy một cái túi giấy để mà đựng cái hộp giày ấy. Cái túi này mọi người có thể tái sử dụng rất là nhiều lần luôn, tại vì vừa bảo vệ môi trường mà vừa tiện nữa. Form giày thì khá là yên tâm vì lần nào shop cũng bọc một cái đệm ở đằng trong cực kỳ chắc chắn. Đế ở trong là phần may cho nên là bảo đảm hàng xịn nha mọi người. Nhìn giày là mình phải thốt lên ối giời luôn, tại vì là 10 điểm hoàn hảo luôn ấy. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mà cái tầm giá này mình thấy cái này cực kỳ vừa ý mình. Đã thấy còn trắng đen màu basic dễ phối đồ nữa. Mặc váy cũng ok la phết đấy chứ đùa. Cho mọi người ngắm em nó lần cuối rồi hãy cùng mình lên đồ nhá. Z
Giày đạp gót là lựa chọn cực kỳ hoàn hảo cho mùa hè. Mọi người có biết tại sao không? Bởi vì giày rất là dễ xỏ, đi và rất là thoáng khí, rất là phù hợp cho mùa hè. Kênh của mình đa số là các bạn học sinh nên là mình đã lựa chọn những đôi giày giá rẻ để review cho mọi người. Đường kim mũi chỉ may rất là cẩn thận. Giày có hai màu đen và nâu cho mọi người lựa chọn. Đế cao tầm 3 đến 4 phân, đi và rất là êm. Phần mũi giày rất là mềm nên là đi và không bị đau chân. Giày có giá 165 cành, giá thành hợp lý không quá đắt. Bù lại mua được em giày rất là chất lượng. Mình rất là ưng em giày này luôn.